Ngay từ nhỏ, chàng trai Aladdin này đã được thừa hưởng ngôi báu cùng hàng tỷ tiền vàng thừa kế từ cha mình. Chính vì vậy mà vị vua tương lai luôn được bảo vệ một cách tuyệt đối từ các nữ vệ sĩ, tuy già nhưng còn trinh và sở hữu những tuyệt kỹ vô cùng đặc biệt. Khi lớn lên, Aladdin càng ngày càng phách lối. Ông đã thay đổi rất nhiều chữ cái trong từ điển bằng tên của mình, gây ra sự rối loạn ngôn ngữ. Bệnh nhân đi xét nghiệm thì cũng chẳng biết được mình có sắp chết hay không, và cho đến cả đúng sai cũng chả biết đâu mà lần. Nhân dịp quốc khánh, vị vua dõng dạc bước ra tuyên bố với toàn dân rằng chỉ 2 tháng nữa thôi vũ khí hạt nhân của họ sẽ được sản xuất hàng loạt, và đến lúc Kim Jong-un cũng phải chạy rách dép theo hầu cho chúng ta. Rất nhanh, ngày nghiệm thu cũng đã tới. Sau màn chào hỏi không thể khắm lọ hơn, Aladdin hào hứng nắm tay cận thân của mình vào nhà máy sản xuất. Một quả tên lửa hoành tráng từ từ nhô lên, nhưng mà nó lạ lắm, chả nhẽ cái này là đồ chơi của trẻ con à? Vị vua thắc mắc bản thiết kế cũ đâu, thì ông giáo sư bên này đã vội nhắc lại chuyện 2 năm trước. Chỉ vì thích xem phim hoạt hình mà tên vua độc tài 1-2 nhất quyết đòi làm bằng được tên lửa đầu nhọn. Hình đầu tròn này trông củ chuối quá, chẳng đáng sợ cái gì cả. Mặc cho giáo sư khi ấy giải thích tuy có hơi xấu nhưng kết cấu nó đẹp cơ mà, Aladdin vốn chẳng hiểu cái quái gì về cái gọi là khí động học cả. Và chỉ cần nghe không lọt tai là lập tức cho người đối diện đi bán muối. Giáo sư mập cũng vì nhắc lại chuyện cũ làm Aladdin phật ý mà cũng bị cho ra đảo chơi với khỉ luôn. Khi ra ngoài, cận thần bàn với nhà vua muốn hủy bỏ chương trình hạt nhân để tránh Liên Hợp Quốc trừng phạt kinh tế và xuất khẩu dầu mỏ, nhưng Aladdin bảo thủ chày cố nhất quyết không chịu. Ngay khi tên độc tài vừa xuống xe thì đột nhiên một tên sát thủ lao tới chĩa súng bắn chết nhà vua, nhưng hóa ra đó chỉ là bản sao đóng thế cho Aladdin. Tiền công cho việc chết thay cho vua là vợ sẽ được nhận một phần sô-cô-la thay thù lao. Thấy cái xác vẫn bất động không chịu phản hồi lời chia buồn nên Aladdin liền ra hiệu thủ tiêu cái xác luôn. Chết rồi mà vẫn không yên thân với tên tâm thần hết thuốc chữa này. Sau khi gã thấy thân đã chết, tay cận thần lại tiếp tục ra lệnh cho quân lính tìm thêm một bản sao khác. Ngay lập tức một người chăn dê có ngoại hình gần giống với nhà vua đã lọt vào tầm ngắm của chúng. Tên lính lập tức bắn thuốc gây mê rồi đưa người này về hoàng cung. Trong khi Aladdin giả đang cật lực làm việc thay cho Aladdin thật thì ông ta lại bận đút khoai vào lò với các ngôi sao Hollywood. Hành sự xong còn gạ gẫm người ta ở lại tăng ca, nhưng cô nàng lại bận chạy sâu ở Ý nên đành từ chối. Aladdin không có gì ngoài tiền và còn trả công cho mỹ nữ hẳn một chiếc Rolex sáng bóng rồi tranh thủ làm bức hình kỷ niệm. Tất nhiên danh sách các con hàng của gã độc tài chẳng thiếu một ai, thậm chí hắn còn chơi trò đấu kiếm với cả kẻ hủy diệt mới ác chiến. Lúc này Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã đồng loạt chấp thuận cho Liên minh NATO lập vùng cấm bay ở Vương quốc, trừ khi Aladdin giải trình được vấn đề vũ khí hạt nhân của nơi này trong hòa bình thì họ mới bãi bỏ quyết định. Thế là rất nhanh kẻ độc tài đã bay đến Mỹ để tiến hành đàm phán. Khi đến nơi, Aladdin ngạo nghễ ngồi trên lưng lạc đà để diễu hành và theo sau là đoàn tùy tùng toàn là siêu xe cùng gái đẹp vô cùng hoành tráng. Vừa đến khách sạn, kẻ độc tài lập tức cho người sửa lại rồi trang trí nơi này theo đúng như phong cách của mình ở quê nhà. Từ đó, trong khi nhà vua đang ngủ thì một bóng đen xuất hiện khống chế bắt cóc ông ta đến một căn phòng. Thì ra hắn là tên sát thủ đã được gã cận thân của Aladdin thuê để thủ tiêu ông ta. Trước khi giết vị vua thì hắn phải tra tấn ông theo hợp đồng cài đã. Kẻ độc tài bên này chế giễu mấy món đồ nghề đó, nhà ngươi mua ở đâu mà cụ thế? Cái này mà thọc vào mông thì mày sẽ bớt lắm mồm đó, nhưng như vậy thì phân của tao sẽ bán hết vào cái áo sơ mi rẻ tiền của mày đấy. À thế à, vậy còn cái dụng cụ cắt đầu dù này thì sao nhỉ? Cái đó thật ra bị cấm sử dụng vì quá an toàn rồi cu em ạ, nên còn món nào xịn sò thì cứ mang nốt ra đây chứ tao nóng ruột quá rồi. Đã thế thì tao sẽ dùng cái này để cạo hết râu của mày. Thằng trộm chó này, mày sẽ bị nguyền rủa vì đã cạo sạch râu của nhà vua đấy con ạ. Ngay khi tên sát thủ khò lửa đốt chùm râu thì nào ngờ ngọn lửa lại cháy lan sang cả cơ thể của hắn, đồng thời làm đứt luôn dây trói Aladdin. Kết quả là tên kia bị cháy rụi thành tro, còn kẻ độc tài thì vội vàng tụt quần bỏ chạy ra ngoài. Aladdin ba chân bốn cẳng tìm đường về khách sạn để chuẩn bị cho bài phát biểu trước Liên Hiệp Quốc, nhưng khi đến nơi thì nhà vua đã phát hiện tên cận thần dùng kẻ thế thân thay chỗ của mình. Mục đích của tên phản bội khi đưa Aladdin giả lên làm vua bù nhìn là để gã dễ dàng sai khiến điều hành đất nước. Vị vua thật bất lực, chỉ còn biết hòa vào dòng người biểu tình để phản đối lại chính mình. Kẻ đóng thế bắt đầu tiến vào buộc phát biểu, nhưng tên này hành tung thật quái dị. Sau khi vô tư đi tè vào can nước thì lại cầm lên uống, hay thậm chí còn mời các đại biểu bên dưới cùng thưởng thức. Vừa làm loạn cả khán phòng lên thì tên giả dạng lại bắt đầu răm rắp đọc theo kịch bản đã được chuẩn bị sẵn. Đất nước của chúng tôi sẽ tiến hành cải cách chuyển sang chế độ dân chủ và bãi bỏ chế độ độc tài sau 5 ngày nữa. Tin tức này làm những người yêu hòa bình rất lấy làm vui mừng, còn chỉ riêng Aladdin là cay cú điên tiết lên. Anh liều mình vượt qua hàng rào định xông vào xanh chín với tên thuộc hạ đã dàn xếp chuyện này, nhưng ngay lập tức lại bị cảnh sát dùng vòi rồng xịt thẳng vào người làm ngã sóng xoài sấp mặt lờ. May mà có một cô gái đã chạy tới kịp thời kéo Aladdin rời khỏi đám đông hỗn loạn. Phía bên trong, đại sứ Trung Quốc đang vui sướng vì tên phản bội đã lên nắm quyền, và điều này đồng nghĩa với việc hắn sẽ bán hết dầu mỏ cùng đất hiếm cho phía Khượng, từ đây chúng sẽ độc bá ngành năng lượng, chả nhỡ bố con nhà thằng mẽo nào nữa. Trong khi đó, Aladdin đang được cô gái khi nãy đèo trên con xe cà tàng của mình để dạo phố. Cô nàng vô cùng ngưỡng mộ tinh thần can đảm dám đứng lên chống lại chế độ độc tài của Aladdin.
Anh chàng nghe vậy thì cũng giả vờ hùa theo nhằm tránh để lộ thân phận thật sự. Hai người đang mải mê chém gió thì chiếc xe vô tình va phải cái ổ gà. Aladdin theo quán tính vội đặt tay lên cặp loa của cô nàng để bám víu. Sau đó cô gái đưa anh tới nơi làm việc để giúp thay đồ và ăn uống. Tiếp đến đối phương đề nghị vị vua mất ngay có thể ở lại đây làm việc vì chúng tôi cũng đang cần người. Và ở đây cũng toàn là những người tị nạn như anh thôi. Aladdin chưa cần nghe hết câu thì đã vội vàng từ chối vì bản thân là cành vàng lá ngọc sao có thể tùy tiện làm việc ở chốn bần nông này được cơ chứ. Còn tên đóng thế sau khi hoàn thành tốt nhiệm vụ thì cũng được thưởng cho mấy cô em chân dài vô cùng nóng bỏng. Tuy nhiên gã khù khờ suốt ngày chỉ làm việc với gia súc nên đâu có biết gì về gái gú. Thấy bọn họ cởi áo thì tên ngốc lại đè ra phát như sữa bỏ đúng là uổng phí mất bao nhiêu cô em quái vật ba đầu tâm hồn to và tròn cơ chứ. Trong khi đó tên độc tài với quyền lực sinh sát trong tay giờ chỉ là một kẻ vô dụng không tên tuổi ở nơi đất người. Bộ râu hoành trắng tô điểm cho gương mặt đẹp trai cũng không còn nữa khiến Aladdin càng thêm thất vọng. Anh than trách thượng đế tại sao lại nỡ đối xử tệ bạc với một người vừa tốt bụng vừa đẹp trai như mình như thế chứ. Đúng lúc này nam chính lại vô tình phát hiện ra tên giáo sư khi trước mà anh đã ra lệnh cho thuộc hạ thủ tiêu. Có lẽ cấp dưới đã trái lệnh nên ông ta mới có thể sống sót đến được nước Mỹ xa xôi này. Vì tò mò mà Aladdin đã lén lút bám đuôi theo giáo sư. Khi đến một quán bar anh phát hiện ra nơi này treo toàn những bức tranh chống lại mình. Đang chăm chú quan sát thì vô tình va phải một người đàn ông. Trông anh quen quá hình như chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi thì phải. Hóa ra người trước mặt của Aladdin cũng từng là cấp dưới của vị vua mất ngay. Chỉ vì chướng tay gái mắt mà đã bị nhà vua ra lệnh hạ sát. Không những thế ở đây cũng toàn là những người chết hụt dưới tay của Aladdin. Bằng cách nào đó mà họ vẫn còn sống sờ sờ và vô cùng khỏe mạnh. Người đàn ông tiến tới hỏi nam chính tên của anh là gì. Aladdin lúng túng nhìn vào tường nhà vệ sinh rồi nói rằng mình tên là nhà vệ sinh nữ và kết quả là bị đối phương ngay lập tức nghi ngờ cho rằng anh chính là tên độc tài Aladdin. Thế là cả quán bar náo loạn cả lên. Ngay khi bọn họ định chặt đầu gã ác nhân để trừng phạt thì giáo sư đã có mặt kịp thời vội giải thích đây là thằng em cùng cha khác ông nội, thành công cứu lấy nhà vua một mạng. Giáo sư đồng ý giúp Aladdin lấy lại ngôi vương của mình nhưng với điều kiện sau đó phải phục chức cho ông và để ông tiếp tục nghiên cứu vũ khí hạt nhân. Hơn nữa lần này phải cho giáo sư được toàn quyền chế tạo tên lửa đầu tròn. Aladdin không còn cách nào khác buộc lòng phải đồng ý trước lời đề nghị này chứ không biết làm cách nào để về lại ngôi vương được nữa đâu. Sau khi biết cô gái đã cứu Aladdin hôm trước có thể ra vào khách sạn do cửa hàng của nàng ta trùng hợp đang giao hoa quả cho nơi này, giáo sư đề nghị nhà vua lập tức đến chỗ cô gái để làm việc nhằm tìm cơ hội tiếp cận còn ông sẽ đi lo phần râu giả cùng trang phục. Aladdin đồng ý làm theo kế hoạch tuy nhiên thanh niên bố đời vốn chẳng sợ ai nên khi gặp khách vớ vẩn là thẳng tay đấm vỡ mặt luôn. Đến giờ lau dọn là bất chấp mặc kệ ai có đang đi vệ sinh cũng phải lôi ra cho bằng được để anh đây còn làm việc. Đến cả đổ rác thì cũng phải thể hiện khí chất của một nhà độc tài vĩ đại. Giáo sư đưa Aladdin tham quan thành phố bằng trực thăng sẵn tiện tìm cách tiếp cận khách sạn. Nhưng anh chàng lại ba hoa kể chuyện gã trùm Tây Á từng rất thân với mình thậm chí còn đến nhà ăn uống nhậu nhẹt suốt. Kết quả báo hại chính mình cùng giáo sư bị cảnh sát mời lên phường để hỏi thăm sức khỏe. Một lần nữa cô gái lại xuất hiện để giải nguy cho anh chàng báo đời. Sau khi về nhà và để cảm ơn cô nàng thì Aladdin đã cho phép cô thoải mái nướng khoai của mình. Cô liền từ chối và đưa anh vào một căn phòng sau đó hướng dẫn thanh niên này tự tay bắt sóc bỏ lọ. Lần đầu tiên biết được hình thức tự sướng này khiến Aladdin vô cùng hứng khởi. Nó mang đến cảm giác chiến thắng giúp bản thân vượt qua mọi giới hạn của vũ trụ. Sau đó anh chàng còn hào hứng khoe với mọi người mình đã biết cách tự thẩm du rồi. Đây quả nhiên là một phát minh vĩ đại của nhân loại. Lúc này tên phản bội cũng vừa hay tin kẻ độc tài vẫn còn sống nhẫn nhơ ngoài kia và ngay lập tức hắn ra lệnh cho sát thủ của mình đi tính sổ với Aladdin. Tối đó trong lúc nam chính đang bận quay tay tìm vận may thì tên sát thủ đã mò tới. Những pha da đòn bằng cặp dưa hấu nặng gần 100 kg trên người của ả khiến cho Aladdin vô cùng khổ sở. Anh chạy trốn vào trong phòng nhưng vẫn bị ả ta dùng bộ ngực khủng của mình phá nát cánh cửa. Tiếp đến là vả liên tiếp vào giao diện của Aladdin làm anh choáng váng, dây sầm hết cả mặt mày. Sau cùng nhà vua dùng hết sức bình sinh đẩy nữ sát thủ ngã vào bồn nước, ả ta cũng vì bộ ngực siêu to khổng lồ của mình mà bị nhấn chìm không ngoi lên nổi. Đúng là gậy, ông đập lưng ông cái gì to quá cũng chưa chắc tốt đâu nhé. Sáng hôm sau cô gái dẫn quản lý khách sạn đến cửa hàng đánh giá chất lượng rau quả để phục vụ cho hội nghị. Tuy nhiên vừa đến nơi thì lại trông thấy cửa hàng tan hoang hết cả rồi. Quản lý thất vọng bỏ đi rồi hủy hợp đồng làm ăn khiến cho cô nàng vô cùng buồn bã. Đúng lúc này Aladdin mới cho thấy giá trị thật sự của mình. Anh khởi động chiến dịch kêu gọi mọi người đánh giá một sao cửa hàng của đối thủ rồi tự tay phân công lại công việc trong cửa hàng. Tiếp đến là bắt cóc người nhà của thị trường để uy hiếp ông ta chấm điểm tuyệt đối cho phía của họ. Cô gái cũng vì thế mà vô cùng bất ngờ và hạnh phúc trước sự thay đổi chóng mặt này. Chỉ còn 2 ngày nữa là hiến pháp mới được ban hành nên họ phải đẩy nhanh tiến độ hành động. Việc cần làm bây giờ là tìm được một bộ râu cho Aladdin và sau khi xem được tin cáo phó trên báo thì hai người vội đến đám tang của ông lão mồm lông này để trộm bộ râu đi. Tuy nhiên bọn họ chưa kịp hành động thì đã bị phát hiện. Thân nhân bên ngoài liên tục đập cửa khiến tình thế vô cùng nguy cấp.
Trong lúc bối rối, giáo sư chỉ còn cách cắt luôn cả cụm rồi bỏ chạy ra cửa sau. Về đến nhà, Aladdin lại lấy cái đầu đó trêu giáo sư mọi lúc mọi nơi, khiến ông ta rơi cả tim ra ngoài. Tội nghiệp ông lão chết rồi mà vẫn bị hai thằng ất ơ nào đó lôi ra nghịch ngợm cay không chịu được. Hôm sau, cô gái bất ngờ thông báo cửa hàng của họ đã lấy lại được hợp đồng. Hóa ra Aladdin đã lén đem rầu của ông lão bỏ vào cửa hàng của đối thủ để khiến bên đấy sợ hãi rút lui. Lúc này trong cửa hàng có một sản phụ bất ngờ lên cơn đau đẻ. Aladdin vội vàng cho tay vào đỡ đẻ nhưng lại lớn ngớ nhất cả cái điện thoại vào bụng. Cô chủ bên cạnh vội cho tay vào để trợ giúp và kết quả hai người lại nắm lấy tay nhau. Đang chuẩn bị phát cơm chó thì sản phụ lại tức giận hét lớn làm họ rén ngang. Sau một hồi vất vả, Aladdin đã thành công đưa đứa bé ra ngoài và trở thành vị vua đầu tiên biết đỡ đẻ cho phụ nữ. Từ hôm đấy cả hai cũng chính thức hẹn hò. Khi trao nhau nụ hôn béo ngậy, Aladdin vật cô gái xuống đất, nhưng vì xem cô nàng là bạn gái nên anh lại muốn giữ gìn trinh tiết cho nàng ta. Đã vậy, anh chàng cao hứng tiết lộ mình là kẻ độc tài khét tiếng. Aladdin làm cô gái ngỡ ngàng bật ngửa không thể chấp nhận nổi sự thật này. Biết mình vừa chơi ngu nên anh vội ngăn nàng lại, nhưng tất cả đều vô nghĩa. Lúc này trên sóng truyền hình, tất cả mọi người đều công khai nguyền rủa kẻ độc tài đã làm khổ cuộc sống của họ. Aladdin biết chuyện thì vô cùng đau khổ, không nghĩ mình lại bị dân chúng thù ghét đến như vậy. Sẵn đang thất tình nên anh chàng quyết định nhảy cầu quyên sinh. Đúng lúc vừa chuẩn bị buông tay thì giáo sư đã chạy tới ngăn cản. Nếu hiến pháp dân chủ được thông qua thì công dân sẽ được tự do ngôn luận, thêm cả cái quyền công dân với phần kia nữa. Ngài là kẻ độc tài vĩ đại nên nhất định không được để chuyện đó xảy ra. Đúng vậy, ta chính là kẻ độc tài vĩ đại nhất nên không thể để cái hiến pháp xàm xí đó được thông qua. Sáng hôm sau, hai người tiến hành kế hoạch như đã định. Giáo sư bên này bắn móc về phía khách sạn để Aladdin đu người qua, nhưng do sức nặng của cơ thể mà sợi dây bị trũng xuống làm nhà vua lơ lửng đứng im tại chỗ. Aladdin nhanh trí vứt hết đồ đạc linh tinh trong người cơ mà sợi dây vẫn giữ nguyên hiện trạng. Đúng lúc này, đầu dây bên kia lại xuất hiện một con dê và nó đang ra sức cắn đứt sợi dây làm Aladdin bên này toát hết cả mồ hôi hột. Trong tình huống cấp bách này, nhà vua đành phải dùng hết sức dặn ra một cục vàng 4 con 9 để giảm bớt tải trọng. Cục vàng cứ thế rơi thẳng xuống đầu một quý bà bên dưới, còn anh chàng thì vẫn treo mình tại chỗ. Vừa hay lúc này đầu dây phía giáo sư lại bị đứt vô tình, giúp Aladdin thành công bám được vào cửa sổ khách sạn. Sau khi vào trong phòng, anh vội vàng kêu tên đồng thế hãy trốn đi và mọi việc cứ để mình lo liệu. Tên cận thần phản bội cũng không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra. Sau đó hai người từ từ tiến vào hội trường. Tên cận thần đưa cho nhà vua một cây bút để ký vào hiến pháp, nhưng anh chàng lại từ chối làm theo. Nhà vua vừa định xé nó nhưng lại bị tên phản bội chặn lại. Hết cách, Aladdin vội đứng lên vạch trần bộ mặt thật của tên thuộc hạ đã dùng mưu kế thảm hại quốc vương nhằm thao túng thị trường dầu mỏ để trục lợi cá nhân. Sau đó anh dõng dạc tuyên bố tờ giấy này chỉ là cái cớ để các công ty dầu mỏ của Trung Quốc được tự do tung hoành, và điều đó sẽ hủy hoại toàn bộ đất nước của chúng tôi. Aladdin vừa nói vừa xé bản hiến pháp, sau đó còn lôi kéo nước Mỹ hãy học tập họ. Nếu như theo đuổi chế độ độc tài thì các người nói gì dân chúng cũng sẽ nghe hết. Tiền của cả nước thì cứ gom lại rồi chia cho 1% người giàu là xong, có phải dễ chưa? Các người có thể tùy ý sắp xếp quan chức mà không cần thông qua bầu cử. Lắng nghe người dân là điều ngu ngốc nhất mà tôi từng biết tới, và tốt hơn hết là nên dẹp cái tư tưởng vì dân với phận ấy đi. Đúng lúc này, cô bạn gái ủng hộ chế độ dân chủ xuất hiện trước Aladdin với ánh mắt buồn bã. Anh chợt nhận ra chế độ dân chủ cũng giống như bạn gái của mình vậy, vì đôi lúc cũng có thiếu sót không hoàn hảo nhưng bản thân lại có tình cảm đặc biệt với nó. Tuy gương mặt cô ấy không quá nổi bật, thân hình cũng chẳng phải nóng bỏng gì, nhưng anh vẫn có thể yêu thương chấp nhận người con gái này. Vậy thì cớ sao bản thân không thể chấp nhận chế độ dân chủ được cơ chứ? Aladdin lập tức đả thông suy nghĩ rồi quyết định đất nước của mình cũng sẽ chuyển sang chế độ dân chủ bầu cử một cách chân chính. Cả hội trường vỡ òa dành tràng pháo tay tán thưởng cho quyết định này của kẻ độc tài. Tên phản bội bên dưới cay cú cướp lấy súng định bắn Aladdin cho bỏ ghét, nhưng rất may kẻ đóng thế đã lao ra đỡ đạn thay cho nhà vua. Một năm sau, cuộc bầu cử đầu tiên tại độc tài quốc được diễn ra. Kết quả không mấy bất ngờ khi Aladdin vẫn thành công giữ được ngôi vương với 99% phiếu bầu, và tất nhiên là có nhờ một chút sự trợ giúp từ xe tăng cùng quân đội. Sau đó Aladdin tiến hành tổ chức hôn lễ với bạn gái trong sự chúc phúc của toàn bộ người dân cả nước. Tuy là bạo chúa nhưng khi gặp đúng người thì cá mập cũng phải hóa cá con mà thôi. Ấy quên, đừng vội tin nhé các bạn, vì chỉ phút chốc nam chính lại đòi xử luôn cả hoàng hậu rồi kia kìa.